Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Monster. Hôm nay HNT sẽ tiếp tục quậy phá cái game này đây các bạn à. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Wow, hiện tại thì HNT còn mấy ngàn nữa là chúng ta sẽ đủ để lập một cái clan. Và khi đó là mong anh em sẽ vào clan HNT để ủng hộ mình qua cái game này nha. Vào chơi với mình cho vui. Hiện tại đang có một cái cuộc đua clan hay sao đấy. Và mình thì không có clan nào cho mình vô hết. Buồn lắm. Bây giờ anh em chúng ta phải là tự lực cắn răng. Đây có một cái con gì đây. Ô ông già, sao ông già này bị xương sỏ như là zombie rồi nè. Không có cái chỗ ở cho ông già luôn. Ông già ở trong rừng màu xanh đó ta. Mình đi kiếm thử, xây thử ngôi nhà nào màu xanh cho ông ở xem. Cái này thì mình nghĩ đó là nên cất nó đi, bỏ nó vô trong xó. Cái này chúng ta nên di chuyển nó ghi gom gom lại xíu để có thể gom gom lại một chút nó, cho nó ở đây đi để có thể xây được cái nhà mới này. Xúc cái chỗ này, cái màu xanh nè. Kiếm cái ngôi nhà xanh 250 tiền. Ok, chúng ta sẽ xây nó ra ở đây. Tốn khoảng 13 giây nha các bạn. Và hôm nay thì chúng ta có khá là nhiều cái con rồng, mình nhớ hình như là vậy đấy. Đây, có một cái chú rồng mới ở đây các bạn. Đây, hôm nay mình sẽ làm về cái con rồng này cho các bạn xem nha. Rồng này là cấp R, vậy nhìn giống y như con thần đèn vậy. Nó chỉ mới có level 1 thôi, và bây giờ mình đang cho nó lớn lên. Wow, nó khá là bự rồi nè. Đây, cho nó ăn nhiều lên, cho nó mọc lên nào. New skill. Đây, có skill mới rồi. Lên level 10 cho chú ấy sẽ có skill mới nữa đây. Wow, lên level 10 thì nó hết lên được nữa rồi. Mặc dù mình rất là muốn cho nó ăn lên nữa nhưng mà không được. Bây giờ chúng ta sẽ ôm cái con này đi chiến đấu cho vui nha các bạn. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ ôm cái con này đi quậy nào. Chúng ta sẽ chiến đấu với những anh bạn là cùng đẳng cấp với mình. Đây, đầu tiên là sẽ chỉnh sửa tem lại chút xíu. Trận trước là chúng ta đã chọn em này rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái em rồng mới của mình. Đây rồi, level 10 thôi. Wow, bây giờ thì cùng nhau đi chiến coi nào. Ê quên, nó phải bấm ok chứ hả? Ở đây không có cần nữa, bấm nút ok luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đấu với cái con cấp E. Đây có một cái con cấp E mình thấy nó mới mới nên mình sẽ vào xem nhan sắc của nó. Xem nhung nhan em ấy ra sao. Đây, cái con này là cái con gì vậy nhỉ? Nhìn rất là đẹp luôn đấy. Cái này nó biết bay mà là cái cây thường nó có biết bay. Ở kệ, hốt nó đi, nó cấp E luôn đấy. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ bắt xây cái em rồng mà tê giác nè. Em à, đây là quái vật Monster như là quái vật thì phải. Do HNT quen kêu, quen chơi cái game Dragon City cho nên nó là mà bị ảnh hưởng bị ảnh hưởng về câu nói cho nên nói hơi sai, anh em có gì bỏ qua. Đây còn chúng ta sẽ chiến đấu với những con quái vật này. Gấu panda hả? Hốt gấu panda luôn. Còn cái con mới của mình thì nó hơi bị yếu. Cái con thần đèn ấy, con thần đèn của mình hơi bị yếu cho nên nó là wow lên đường rồi. Và bây giờ là tới cái con này, hốt nó luôn. Con này là cấp E, còn cái con của mình mới có cấp quên mất tiêu rồi, hình như là cấp R thì phải. Oh yeah, Pharaoh quýnh một phát được 7.000 mấy, ủa 700 mấy luôn ấy. Ủa một phát nữa là win rồi. Và là cái con quái vật mới của mình á, nó yếu quá cho nên nó bị ủi con cái là nó lên đường. Rất là đáng tiếc. Đây, chúng ta đã giành được chiến thắng được một hiệp rồi. Và khi mà chiến thắng nó sẽ cho mình cái vòng quay rồi. Chúng ta xem mà quay ra cái con gì không nhỉ. Có con nào hấp dẫn. Ồ, thức ăn. Kệ, có thức ăn cũng được. Là có cái gì thì hay cái đó. Xem có cái em rồng nào đẹp đẹp không, mình sẽ hốt em đó. Giờ quánh em đó cho vui. Wow, xem nào. Ồ, cái con này nhìn cũng đẹp đẹp nè.
giống như Pokemon vậy các bạn. Action. Rồi tại sao nó không cho mình quấn cái con này trước nhỉ? Nó mới cho mình quấn con này trước có lý hơn. Nhưng mà thôi kệ, chúng ta sẽ hốt em mà. Em cáo trước. Rồi xong. Một cái cục đá vừa được hiện lên. Nhưng mà mít thôi ơi, nó có 211 giọt máu thôi mà quýt nó bị mít các bạn à. Chuyên gia luôn ấy, cái con rồng mới của mình mà nó đè nó đập hoài, nó không cho con rồng mới của mình thể hiện luôn. À quýt một cái được 3 em luôn, quá tuyệt vời. Tiếp theo là Pharaon sẽ xử con rồng, okay, con quái vật, con quái vật cấu Banda. Đấy, và tiếp theo là tới cái em Pokemon này. Em Pokemon siêu dễ thương. Siêu dễ thương hay siêu quậy phá chưa biết. Đây 700 mấy. Wow, nó còn lại 196 các bạn. Tiếp theo là chúng ta xài cái chiêu gì đây? Ồ, cá nóc thần trưởng. Ủi một phát một thôi, victory. Ok. Xong rồi, chúng ta được 605 luôn rồi. Wow, được một. Sao nó cho mình có một cái màu xanh vậy nhỉ? Ồ, ở đây có hai con, mình nghĩ là bên đây. Level 30, ồ có một con level 30 cấp E luôn, nó muốn ngang tầm với mình luôn đấy. Trận đánh này sẽ khá là hổ báo. Ồ, con rắn luôn kìa. Nó có nguyên con rồng hay con rắn quấn theo luôn ấy, nhìn đúng ghê luôn. Action. Và em này, muốn xem bản mặt của em này coi, nhìn đẹp quá mà. 2000. À, xem nào, cái này là 1000. À, ô 1002 luôn cơ. Ô quýnh cái này là một con lên đường nè. Đẩy trước một em nha các bạn. Mày hả bởi. Ây da, trời ơi. Chiêu mạnh nhất của chúng ta là bị mít mới đau. Ô, cái con rắn nó mổ chết rồi cái con rồng của mình rồi. Chơi như vậy không vui, không ổn rồi. Tem bạn nó quýnh, mình quýnh thì nó cho mình mít. Còn bây giờ đó là... Rồi, biết làm sao đây. Hốt cái con gấu panda này phát nào. Rồi, còn cái con rồng của mình đó là rất là đáng tiếc luôn. Rồi, chúng ta sẽ hốt cái này phát đây. Đẩy con gấu trúc cho nó lên đường đi. Mít, thôi ơi, thôi nghỉ game luôn. Nghỉ chơi luôn á. Chơi mà cái con mạnh nhất của chúng ta quýnh mà nó toàn bị mít không thì quýnh cái gì nữa các bạn. Các bạn nghĩ làm sao mà quýnh mà toàn bị mít không luôn ấy. Quýnh hai cái mà nó mít hết hai cái rồi, trong khi nó tem bạn quýnh mình cái nào là dính đòn cái đó. Ức chế kinh khủng cái game Monster này luôn. Ô cha cha, cái con này nó chơi xuất hiện một cái con nhỏ và nó đập cái con... đập cái con cá nóc của mình. Tức quá mà. Tức quá mà. Ấy à, lại mít nữa. Cái gì mà nó mít hoài vậy? Chơi mà mít hoài ai chơi. 1000 mấy không đủ. Trời ơi, không hiểu nó chơi cái gì mà nó mít. Đúng là mít toàn tập luôn ấy. Rồi xong, lên đường con cá nóc của mình rồi. Bây giờ là một chọi hai luôn kìa các bạn ơi. Ây da, nó gõ đầu mình kìa, nguy hiểm quá. Chơi mình bị mít hết hai cái rồi, nếu như không là mình không có bị tuột máu gì đâu. Ức chế kinh khủng. Như vậy thì quánh gì nữa. Wow. Một cái, dạ sao cái này, cái chiêu này có 300 mấy vậy? Cái chiêu mình mạnh lắm mà. Sai rồi, HNT bấm lộn nút rồi các bạn à. Quyết định sai lầm rồi. Quyết định sai lầm, ức chế kinh khủng. Hốt cái con này mới được. Đi bội một bé trước nào, bây giờ là chúng ta phải hốt cái con kia. Mà cái con này là cái con mạnh nhất luôn. Căng quá. Ồ, bớt giỡn nào. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta phải có một cái độ bình tĩnh không hề nhẹ ở đây.
Hốt phát được có 500 mấy thôi, rối quá. Thôi kệ, hốt nhiều hay nhiều, con này nó là level 30, nó cũng ngang với cái con pha rồng của mình. Đi buổi nào cậu bé, thiệt tình là nó không có chết luôn nữa chứ hả. Ồ, vậy nó hết năng lượng, nó bơm lên hay sao ấy. Đẩy luôn, cố lên. Wow, nó còn 600 mấy các bạn à. Ô, mình được quánh thêm cái nữa luôn á hả. Vậy là chúng ta được quánh hai lần các bạn à. Mày hả bởi. Cố lên, thêm bạn nó còn có 71 giọt thôi. Ây da, mình còn có 141 giọt. Cái trận này quánh kinh khủng thiệt. Đừng có mít nha anh hai, anh mít đó là em nghĩ em luôn đấy. Oh yeah, không có mít. Mừng quá đi, thiệt là mừng quá đi. Victory, cuối cùng thì ông Pharaoh của chúng ta vẫn còn sống. Wow wow wow. Xem nào. Ở là ở đây hơi bị ồn luôn à. Có mấy cái em bé nhỏ bị cha mẹ quánh hay sao khóc hu hu miết à. Và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau quay nào, quay đều và ấy da. Chỉ được có một cái thôi. Một nó cấp 1 ấy, ngọc cấp 1. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đấu với... Ô, có một cái anh bạn rồi là giống như là sói ca hay sao ấy. Ở và dường như nó hết cho mình đánh rồi. Nó không cho mình đánh đó nữa. Đây, chúng ta đi thu hoạch vàng xem. Có lẽ nào đủ không? Không đủ rồi. Wow, và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Còn ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy bấm đăng ký và mở thông báo kênh lên liền và ngay lập tức luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.